mọi người, Trai Ngoại Thành đã quay trở lại nha mọi người. Bây giờ đây, qua Tết rồi, Trai Ngoại Thành đi mua hàng rong tiếp tục nè mọi người. Đây, đeo khẩu trang vô mọi người ơi. Đây, khẩu trang vô. Hôm nay mua vú sữa nữa à? Vú sữa, vú sữa. Vú sữa nhiêu ký anh? Sữa 20, tôi đủ 20 em. Vú sữa. Đây em ký vú vú sữa đi. Vú sữa một con ơi. Vú sữa như lựa trái nào nhiều sữa nha. Nhiều sữa. Vú sữa, vú sữa. Ăn liền ha, cúng rồi. Mấy trái ăn liền đi. Rồi mấy trái vài bữa nữa ăn. Đi ký nữa ha. Thôi ký thôi. Một ký, một ký. Một ký đúng không? Ừ. Ăn liền có hai trái. Dạ. Đu đủ là nhiêu ký? Đu đủ cũng 20 á. Trời, đu đủ trái bự chắc trái nhưng 2 ký quá. 2 ký, 1 ký chứ mấy. Rồi, 1 ký, 5 ký rồi. Cái đó đi, đu đủ bao ngọt nha. Ngọt tuyệt vời luôn nha. Rồi ăn không ngọt tính gì? Không ngọt trả lời, cho nó ăn à. Rồi trái này 28 nha em, ký tư à. 28 với 20. Rồi, 48. 48 à. Chứ không phải dạng dáng như giống như gì quên nè. Vú sữa bao ăn giống như sầu riêng á. Bao ăn giống như sầu riêng á. Rồi nay em mới mua đồ cho cô bác ơi. Tết giờ ở đây Tết lớn lắm, đồ nhà còn nhiều lắm. Đúng rồi, nay mới mua nè, nay mới quay trở lại mua nè. Nay mới mua khai trương nha. Rồi, chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, chào. Xe không số đó. Xe không số. Đây mọi người, hôm nay mua đu đủ và vú sữa. Vú sữa vào đu đủ nha mọi người. Đó, ăn cho nhiều sữa. Đó. Ăn đu đủ và vú sữa. Ê, mọi người nhớ đăng ký kênh Trai Ngoại Thành nha mọi người. Bye bye mọi người.